Xin chào cả nhà. Xuống Ngọc Hiển Hải Phòng bên em nay tiếp tục thanh lý cho các bác dòng quánh inox bãi nhá các bác nhá. Đấy, toàn bộ hàng inox này đun từ ok nhá các bác nhá. Có đâu 2-3 con nhôm đun ga. Đấy, bây giờ em sẽ vào chi tiết từng em một để cho các bác theo dõi ạ. Để em lên cho các bác một em đầu tiên này. Em này đường kính 20 sâu 7 nhá các bác nhá. Con này em bán thanh lý đồng giá 100.000 nhá các bác này. Mã số 4 nhá các bác nhá. Đấy. Inox đun từ ok nhá. Phần lốc rất là đanh luôn. Đấy. Tay bắt ốc rồi. Quay cái tay này hơi bị lung lay một chút. Về các bác siết chặt cái ốc này giúp em này. Thanh lý chỉ có 100.000 thôi này. Đường kính 20 sâu 7 400.000 nhá các bác. À, mã số 4 nhá các bác nhá. 100.000 mã số 4 này. Tiếp theo em lên cho các bác này 19,5 này, sâu 8 này. Con này 100.000 mã số 1 nhá các bác nhá. Này, inox đẹp sáng bóng chưa? Gần như chưa sử dụng luôn. Đấy. Thanh lý 100.000 đun từ ok này các bác này. 19,5 sâu 8 100.000 nha các bác nhá. Mã số 1 ạ. Đây em có con này đun bằng nhôm các bác này. Bác nào đun ga, đun củi thì lấy em này cho em. Con này 15 sâu 9 thanh lý 120.000 mã số 3 này. Nhôm rất là dày luôn. Đây các bác nhìn cái phần tay cán này. Đấy. Rất dày nhá. Nhà bác nào đun ga, đun củi chốt em này cho em này. Đường kính 15 sâu 9 nhá, 120.000 mã số 3 này các bác này. Tiếp theo lên con này cho các bác này, 14 sâu 10 này, 100.000 mã số 2 này các bác này. Đây. 100.000 nhá, mã số 2 ạ. Này đun từ ok lắm các bác nhá. Đun rất là nhanh luôn. Các bác đun nước pha mì thì siêu nhanh luôn ạ. Tiếp theo lên cho các bác con này 20 sâu 9 này, con này 100.000 mã số 7 này. 100.000 nhá các bác nhá. 20 sâu 9. 100.000 mã số 7. Tiếp theo lên cho các bác con này 18 sâu 8 này, con này 100.000 mã số 8 này. Đấy. Inox sáng bóng luôn từ nha các bác nhá. Yên tâm không bị vấn đề gì cả, không có bị thủng hay là bị sao nhá. Tay chân nó rất là đẹp luôn. 18 sâu 8 100.000 mã số 8 này. Tiếp con này 17 sâu 8 này, 100.000 mã số 5 này các bác này. Đấy. Inox sáng bóng luôn. 17 sâu 8 100.000 mã số 5. Bác nào lấy từ 5 chiếc em bao ship nhá. Tiếp theo em lên cho các bác con này đường kính 20 sâu 7,5 này. Con này 150.000 mã số 10 này. Hàng rất đẹp luôn. Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn nha các bác nhá. Dòng nồi nhôm này. Con này đun con này nhôm nhá, hàng chuẩn Nhật này, made in Japan này. Đường kính to nhá, đường kính 20 sâu 7,5 này các bác này. Con này em bán cho các bác 150.000 nhá. Nhà bác nào đun ga, đun củi chốt em này cho em. 20 sâu 7,5 150.000 này các bác này. Đấy. Hàng chuẩn Nhật luôn, 150.000 mã số 10. Con này em đang bán 200 mấy đấy. Thanh lý hết luôn. Tiếp em có con này này các bác này. Đấy, inox toàn phần nha các bác nhá. Con này đường kính tầm 16 17 này, sâu 8 này các bác này, inox toàn phần đun từ ok nhá. Có hai miệng rót này. Thanh lý cho các bác 100.000 này, rẻ chưa từng có luôn. Hàng rất dày và lặng luôn, cực kỳ dày nha các bác nhé, đẹp xuất sắc. Tiếp theo con này các bác này, 18 sâu 8 thanh lý cho các bác, 100.000 mã số 12 này các bác này. Đấy, vung kính nhá. Con này dạng như kiểu lồi chống tràn ấy, sẽ tràn 5 mét xung quanh này, có miệng rót này. Đấy, đẹp không? 18 sâu 8, 100.000. Tất cả hàng không có lỗi lầm gì nha các bác nhé, không bục, không bị sao cả. Đấy. Toàn bộ phần inox đẹp sáng bóng này. Tiếp theo con này đường kính 20 sâu 10 thanh lý cho bác 100.000 mã số 9 này các bác này. Đấy. Hàng đẹp nha các bác nhá. Chỉ hơi mỏng một chút em thanh lý. Con này các bác về đi nấu mì, luộc rau, nấu canh đều được nha các bác nhá. Con này 19 sâu 8 này, con này rất là dày. Hàng hai lớp siêu dày luôn. Nhưng cái phần tay nó hơi bị xấu em thanh lý cho các bác này. Cũng 100.000 đấy ạ, mẫu số 6. Con này phần lồi rất là dày luôn nhá các bác, lồi hai lớp luôn. Cái phần tay này hơi xấu này, em thanh lý cho các bác 100.000 này. 19 sâu 8 100.000 mã số 6 nha các bác nhá. Tiếp em lên con này các bác này, 18 sâu 8 này, con này đun ga nha các bác nhá. Con này dòng nồi nhôm này. 100.000 mã số 11 này. À con này đun từ, quên để bỏ nồi nhôm, nồi inox đun từ. Các bác nhá, bên trong nó có cái tráng một lớp men chống dính. Đun từ ok nhé các bác nhé. 18 sâu 8 này thanh lý 100.000 mã số 11 này các bác này.
Tiếp theo lên cho các bác con này này. 18 sâu 8 100 nghìn mã số 13 này các bác này. Đấy. Tay chân rất là chắc chắn luôn. Inox sáng bóng sạch đẹp này. 100 nghìn nhá. Mã số 13 này, 18 sâu 8. Rồi tiếp theo thanh lý cho các bác một con nồi nhôm này siêu to này các bác này. Con này đường kính 21 sâu 11 nhá các bác nhá. Đấy, thanh lý cho các bác 200 nghìn này. 21 sâu 11 này. Đấy. Lồi nhôm này, đun ga, đun củi này các bác này. Đẹp xuất sắc, 21 sâu 11 các bác nhé. Phần tay toàn bộ được thiết kế bằng dòng nhôm đúc nguyên khối này. Đấy. Thanh lý cho các bác 200 nghìn nhé các bác nhé. Đường kính 21 sâu 11, lồi rất là to luôn. Các bác về nấu canh, luộc rau hoặc là làm gì cũng được. Nhôm chuẩn Nhật luôn. Tiếp theo con này đường kính 20 sâu 13 này. Các bác này thanh lý cho các bác 130 nghìn mã số 14 nhé. Vùng có lỗ thông hơi. Cái dòng nồi này nó thiết kế theo kiểu chống tràn. Đấy. Luộc rau nấu canh ok luôn này các bác này. Đấy, hàng inox một đáy nhá. Sáng bóng luôn. Thanh lý cho các bác 130.000 mã số 14 này các bác này, đường kính 20 sâu 13. Tiếp theo thanh lý cho các bác con này 19 sâu 9 con này 100.000 mã số 15 này các bác này. 100.000 nha các bác nhá, mã số 15. 19 sâu 9 này. Tiếp tục lên cho các bác con này 20 sâu 13 này các bác này. Đấy. Ui dồi, gần như mới luôn các bác nhìn chưa. Chưa sử dụng, mới 99% luôn này các bác nhìn này. Mới tinh tình. Đấy, luộc rau nấu canh đều ok hết nhá. 130.000 mã số 17, rẻ chưa từng có luôn ấy. Không mua đâu rẻ hơn này. Tiếp theo con này các bác này, 20 sâu 13 này, 130.000 mã số 18 nhá các bác nhá. Cái phần tay này nó cải bằng cái nhựa màu, đây cái màu màu như kiểu màu lòng tôm ấy các bác này. Hai phần tay này, vung nó cải nhựa. Đây bên trong này nha các bác nhá. Inox sạch đẹp sáng bóng này. Con này cũng 130.000 nha các bác nhá. Đường kính 20 sâu 13 này, mã số 18 này. Con nào lấy con nào chụp lại màn hình giúp em nhá. Tiếp theo con này 20 sâu 10 này, con này 100.000 mã số 19 này các bác này. Đấy. 20 sâu 10 100.000 mã số 19 nha các bác nhá. Tiếp tục con này 20 sâu 10 các bác này, con này 100.000 mã số 16 này các bác này. Đấy. Tiếp theo lên cho các bác con này 20 sâu 10 này, con này mã số 20 này cũng 100.000 này các bác này. 100.000 nha các bác nhá. Đấy. Bác yên tâm là hàng không méo mó gì cả, không ô, không bị thủng hoặc không bị cháy vỡ bất kỳ chỗ nào các bác nhé. Tiếp theo con này đường kính 20 sâu 10 này, 100.000 mã số 21 này các bác này. Đấy. Đẹp chưa, đẹp như mới luôn. Tiếp theo lên cho các bác con này 17 sâu 8 này, 100.000 mã số 25 này, đồng giá 100.000 luôn. 17 sâu 8 100.000 mã số 25. Tiếp theo con này 17 sâu 10 100.000 mã số 22 nha các bác nhé. Con này có vùng thiết kế rất đẹp. Đấy. Nồi con này nặng phết đấy, chắc chắn. 100.000 mã số 22 này, 17 sâu 10. Theo lên cho các bác con này nhé, 18 sâu 8 con này 100.000 mã số 27 này các bác này. 100.000 nha các bác nhé, mã số 27. Tiếp tục con này 18 sâu 8 con này 100.000 mã số 26 này các bác này. Toàn bộ đun từ ok nhé các bác nhé. Có chỉ có dòng nhôm thì không đun được từ thôi. Tiếp theo con này 20 sâu 10 này, 100.000 mã số 23 này các bác này. Đấy, con này đẹp chưa. 100.000 nha các bác nhé. Mã số 23 này, 20 sâu 10 vuông kính. Rồi có con nồi nhôm này các bác này, 14 sâu 8 này, siêu mini này. Con này 80.000 mã số 24 nhá các bác nhá. Ấy, mini xinh xắn chưa? Được xinh luôn nhá. Rồi bác nào lấy con nào chụp lại màn hình và gửi cho em số điện qua Zalo số điện thoại 0934230664 nhá. Các bác chụp lại màn hình giúp em nhá. Rồi bác lấy từ 5 con trở lên em bao ship cho các bác. Còn đâu 4 chiếc trở xuống là em không bao ship nhá các bác nhá. Rồi xin chào các bác ở các video sau ạ.